Dạ, em xin chào tất cả các chị em mình nha. Thì hôm nay em cảm ơn cô chú ở Long An nha anh chị, đã tin tưởng bên em là mua một máy phi LBH781 ha, phi liền trục đó, và tiếp tục là cái máy đính nút. Và chú ấn gót cho nó dở lên luôn chứ, ấn gót đó. Đó. À, máy đính nút tự động ha anh chị. Đó, nút là tự động đưa vô luôn ha anh chị. Chú đang đánh, đang test thử. Và tiếp tục là máy dắt sỏi Beosit N52 ha, và con canh Sayuki motor liền trục luôn. Cảm ơn chú khách đã tin tưởng ủng hộ bên công ty em rất là nhiều nha anh chị. Đây, mới vừa lắp xong luôn ha, và bàn giao cho cô chú. Đó. Máy Mai Chí Hải ha, chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Đó, máy đánh nút tự động rất là xịn nha anh chị. Anh chị mình đang tìm những máy đánh nút tự động mà để sản xuất nhanh. Đó. Mình thiết kế thời trang ha, là rất là đều, rất là đẹp đúng không chú? Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều nha. Đây, máy đánh nút tự động. Rồi, cảm ơn cô chú rất là nhiều nha.